khi chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Xin chào công tử, chị gì vậy? Xin chào mỹ nữ, nước giặt tất của tôi hết rồi. Tôi có thể nào xin một chút xíu sữa rửa mặt của mỹ nữ để giặt tất có được không? Xin cảm ơn rất nhiều. Không sao, chỉ cho tôi 5.000 là được, cảm ơn anh. À vậy thôi, xin cảm ơn mỹ nữ, tôi không cần dùng tới nữa. Tôi có thể tự giặt bằng nước lã cũng được, cảm ơn mỹ nữ rất nhiều. Ok, không sao. Công tử à, tôi có thể ăn bún đậu mắm tôm không? Tất nhiên là được rồi, cô chỉ cần mở tất cả các cửa nhà, cửa sổ, cửa ban công ra và bật tất cả các quạt lên là được. Vâng ạ, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Không có gì, chuyện nên làm mà. Trái cây bị thối rồi, tôi không ăn được nữa, làm phiền công tử có thể ăn giúp tôi được không? À? Được thôi, không thành vấn đề, để tôi xử lý cho. Cảm ơn công tử. Không có gì, chuyện nên làm ạ. Ê, đi. Ờ, đâu có mong vệ sinh à? Mời mình nó đi trước. Mời công tử đi trước. Mỹ nữ đi trước đi. Thôi công tử đi trước đi. Thôi nhờ Mỹ nữ đi trước, tôi chưa mắc lắm. Thôi vậy khách sáo quá, tôi đi trước đi. Đi. Xin chào công tử, lần phiền công tử khi mà thay quần áo ra có thể cắt gọn cho tủ được không? Tất nhiên là được rồi, nhưng mà hiện tại tôi đang giận. Đợi khi nào tôi hết giận, tôi sẽ chủ động dọn dẹp lại sau. Xin lỗi vì đã làm phiền. À, làm phiền công tử quá. Làm phiền công tử có thể lấy giúp tôi bình nước được không? Nó cao quá, tôi lấy không có tới. Không hẳn con gà, để tôi lấy cho. Cảm ơn công tử. Khoan đã, xin cho hỏi công tử đi đâu vậy ạ? Nếu không tôi sẽ có một chút lo lắng đó. Tôi đang có việc nên mấy đứa bạn đi nhảy ra nên là mỹ nữ không cần phải quá lo lắng. Xin lỗi vì đã để mỹ nữ để tâm. À, phiền công tử lúc về mua cho tôi một chiếc sầu riêng được không? Tất nhiên là được rồi, nó sẽ sầu riêng nào mà nặng mùi nhất cơ đúng không? Đúng 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 đúng. Ok, tôi sẽ lựa chọn thêm. Bây giờ mời Minh nữ đi vào trong nhà và bật tivi lên coi. Mời anh. Mời. Mời anh. Xin cho hỏi công tử khuya rồi sao không vô phòng ngủ đi ạ? À, chuyện là buổi tối tôi chơi game, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Minh nữ. Không sao, vô phòng ngủ đi ạ, ở ngoài này lạnh lắm. Không sao, sẽ làm phiền Minh nữ lắm. Tôi ở đây ổn rồi, ok. Em nói đủ rồi nghe. Em xin lỗi. Anh không cần khách sáo đâu. Em đừng khách sáo mà. Em xin lỗi mà. Lỗi của em. Là lỗi của em. Lỗi của em mà. Công tử đừng khách sáo quá. Vâng, lỗi của em.